bìa nào, chọn cái bìa nào. Hôm nay tôi muốn có ý kiến tập thể, mặc dù bản thân tôi thì nhìn đấy nha, nhưng mà có ý kiến tập thể thì tôi đang chọn cái nào. Nói ý kiến của tôi, cái bây giờ đây nó có ba cái bìa mẫu, bìa số 1 đây, bìa số 2, bìa số 3, giới thiệu các đồng chí. Bây giờ một trong ba cái này thì ý kiến các đồng chí mình như thế nào. Riêng phần tôi thì tôi cũng có suy nghĩ và cũng có tham khảo ý kiến của người này kia. Bây giờ muốn tham khảo ý kiến của các anh xem coi ý kiến như thế nào, đâu chọn một trong ba cái gì đó. Coi qua rồi, tôi cũng ý kiến rồi. Rồi sao? Còn đâu hết kiến đi. Tôi phát đầu hả? Rồi phát đầu đi. Thì tôi nói là số 1, số 2 phối hợp. Không, phải có ghi gì. Mi ơi, số 1 là cái này, số 2 là cái này. Tôi có mời cái cô Yến Nhi, sao giờ này không thấy Yến Nhi tới này. Cái này thì nó tự nhiên. Phối hợp này, cái này. Cái này, lấy cái này. Xem hình thì lấy cái này đưa qua. Bởi vì cái này nó rõ ràng là có cuộc đấu tranh. Còn cái hình này đó thì không thấy rõ. Cái đấu tranh này. Cái này là sinh nhật sinh gì đâu em được. Rồi mà nhờ bác theo trả lời bữa nay. Rồi chưa, anh kịp rồi phải không? Chị không biết gì đâu, nó đi. Chị em, cái này chị. Nói lại. Tôi nói lại là lấy cái mẫu 1. Cái mẫu 1 đó, ở là lấy cái đoạn dưới. Là tức là cái chợ Bến Thành. Con này đó, nó có biểu hiện cái cuộc đấu tranh. Những người đấu tranh à. Có băng telephone, có đấu tranh à, xin viên học sinh đấu tranh à, đây. Cái thứ hai là cái hình trên này nè, cái đỏ này là lấy cái mẫu hàng bỏ cái em. Mẫu dưới, cái mẫu dưới thì thấy nó không đó, lợt quá, nó không Bình thấy Tây. Rõ cái gì hết trơn á. Đây chợ Bình Tây. Cái này chợ Bình Tây, còn cái này là chợ Sài Gòn. Mà tại ở chợ Sài Gòn đó mới là có những cuộc đấu tranh. Mà đấu tranh rất nhiều chuyện lắm chứ không phải là để trên cái phần tranh có hai ổ qua phần tranh có hai đó à, phần chữ á đấy phần chữ cái mẫu hai qua nè đây là có cái tên cái mẫu lấy phần ảnh chợ Sài Gòn của mẫu một. Bỏ cái ảnh của mẫu này xóa đó. Rồi ghi ý kiến, đó là ý kiến của anh kìa. Bây giờ ý kiến bên nào? Lâu nay không có gì đâu. Dạ. Tôi xin cái này. Tôi cũng có tham gia ý kiến trong cái ban lựa chọn đó, có phát biểu ý kiến rồi. Như ở đây là mình cũng phát biểu để tham khảo với nhau đó. Thì ý kiến cũng là cá nhân thôi, tức là cá nhân bây giờ là đang lấy ý kiến, đó, đang lấy ý kiến rồi mới trình, đó, lấy ý kiến hội đồng thẩm định, rồi xong đó thì là mới kết hợp lại. Thì cái này là cái mẫu của bên nhà xuất bản á, cái ban biên tập của khai trí á, cũng nhớ mà nó làm ra. Thì ý kiến của tôi là cái này. Thứ nhất là ba cái mẫu này á, thứ nhất là bây giờ cái quyển sách này nè, trong hai quyển á thì cái quyển này đó là cái quyển chủ yếu nói về phong trào và là một cái quyển duy nhất từ xưa đến nay không có cái quyển nào mà nói về cái đề tài này hết. Những khác là nói về lịch sử, trong đó có nhân sĩ kiến thức, còn cái quyển này đó là nói riêng về nhân sĩ kiến thức đó, mà cái giai đoạn á là từ 54 đến 75, tức là tới 31 năm đấy. Thì như vậy cho nên quyển này ra rồi đó thì sẽ không có quyển thứ hai, là vì nếu không biết ai biết nữa hết rồi chết sẽ chết đó. Cho nên cái quyển này đó, cái vị trí của nó đó, trước hết đó, cái vị trí á và sức mạnh lịch sử của nó đó là vô tình á rất là quan trọng. Nhờ cái chuyện mình á là đơn vị anh hùng thì có là mới tổng kết cái phong trào này đó, cho nên cái đó là cái ý thứ nhất. Mình đầu tiên á mình muốn quyết định cái bìa đó thì mình phải nghĩ rằng cái quyển sách này chỉ để trên cái quầy sách và để trong thư viện đó thì nó sẽ là cái gì và nó đóng cái vai trò gì. Cũng như mình đi vô trong cái quyển sách đó, tại sao mình chọn quyển sách đó, tại sao mình nhìn quyển sách quá trời luôn mà cái đó nó ấn tượng mình đó. Hay là sau này cái thế hệ mình nó làm thạc sĩ, nó làm luận văn rồi đó, nó cũng sẽ đọc cái này. Như vậy cái quyển sách này đó, cái bìa không tách rời cái nội dung, cái bìa rất là quan trọng. Tại vì đầu tiên người ta cảm nhận cái bìa, người ta mới cầm lên, phải cầm lên xong người ta mới lại dở ra và người ta mới bắt đầu đọc.
cho nên cái bìa là cái đầu tiên mình tự giới thiệu mình rồi đó mới biết là cái trong đó nội dung là cái gì. Vì vậy đó cho nên cái bìa nó thay mặt cho cái nội dung nó nói trước, vì là cái bìa nó phải là thể hiện, nó phải chất chứa cái tinh tí nhất của cái nội dung, thì đó là cái ý thứ nhất. Chính vì như vậy cho nên tôi con rất là quan trọng cái bìa, giống như chiều trước mà các chị thấy là chỉ yếu thì nghe chỉ yếu á nó rất là khô khan, nhưng mà tại sao mình phải đặt trên tường suy nghĩ, rồi anh em mình phải suy nghĩ rất là nhiều lần là lý do như vậy. Cái ý thứ hai, cái này nếu mình làm năm 76 hay là năm 77 thậm chí là năm 80 là 5 năm sau giải phóng thì nó khác, thì nó sẽ đơn giản hơn, là vì tất cả những cái việc trong này đó người ta còn sống hết, rồi cái sự việc nó mới ngày hôm qua, cho nên đó người ta sẽ không có cái so sánh, đúng không? Ví dụ người ta thấy cái bà Như sinh người Liêm thì bà Như sinh người Liêm còn đó, cái chuyện của bà Như sinh người Liêm cách nó có mấy năm, cái hình ảnh bắt kéo dây cảnh gai rồi vân vân. Còn bây giờ đó là 2013, biết bao nhiêu cái sự biến đổi của thế giới và biến đổi của Việt Nam, trong công nghệ cũng biến đổi, trong văn học cũng biến đổi, trong tư duy con người cũng biến đổi, nhiều nhân vật trí thức trong này cũng có những cái biến đổi, có những cái diễn biến mọi. Vì vậy cho nên làm cho người ta đọc những này, người ta hoàn toàn không phải sống ở trong quá khứ mà người ta lại sống ở trong hiện tại để nhìn cái quá khứ mà so với 38 nó rất là khác, nó rất là khác. Ví dụ bây giờ đó khi ta đọc cái quyển này, ta thấy những cái nhân vật ở trong cái quyển này là mình đang kể từ hồi xưa, nhưng mà bây giờ những nhân vật đó có những nhân vật còn sống, nên họ mặc dù như là Lê Hữu Càn, như vân vân, rất là nhiều nhà kiến thức còn sống, và có những nhà kiến thức như Châu Tôn Lương thì đang ở nước ngoài, thì cũng có nhà kiến thức thì phát biểu vẫn tiếp tục là cái tinh thần này, cũng có những nhà kiến thức là nó khác như Điển Phương vân vân đó. Vì vậy cho nên cái ý thứ hai của tôi là cái hoàn cảnh lịch sử ra quyển sách này rất éo le, nó quá là khắc nghiệt, cũng giống như cái danh hiệu anh hùng của mình á, nó quá khắc nghiệt tới 38 năm. Nhiều người bạn của tôi nói rằng trời ơi bây giờ ông nhận chi trễ quá rồi, đáng lẽ mấy ông phải nhận từ cái hồi mới giải phóng á, phải không? Ví dụ có người họ cũng nói với mình như vậy, nhưng mà mình nghĩ khác, nhận là một sự xác nhận lịch sử, có thể là 200 năm sau mới được xác nhận. Ví dụ nhà Nguyễn Trãi ông hàng ra tới đó, nhưng ý nói là cái này nó ra đời 2013 thì mình phải căn cứ vào những đặc điểm mà 2013, như vậy là có một thế hệ mới mà nó sinh ra sau 75 nó sẽ đọc điểm này, và một thế hệ kiến thức mới với những công nghệ mới và nó nhìn thế giới cũng rất là mới, cái hiện đại hơn đó. Thì như vậy cho nên cái đó cũng là một cái làm cho mình phải suy nghĩ. Cái thứ ba, cái căn cứ thứ ba của tôi nữa đó là trong cái này đó thì nó có ba cái chủ thể mà mình hết sức là quan tâm. Thứ nhất là nhân sĩ kiến thức, cái thứ hai là đồng hành, cái thứ ba là dân tộc. Ba cái chủ thể, tức là cái chủ thể thứ nhất là đây là nói về nhân sĩ kiến thức, nhưng mà nó có cái hoạt động là đồng hành, và đồng hành với ai? Với dân tộc là quá rộng, nhưng mà nhân sĩ kiến thức thì cũng rất là rộng, nó không phải là một giai cấp, nó là tầng lớp. Trong này có công nông, cũng có đại địa chủ, có tư sản, rồi nhân sĩ kiến thức, có viên chức. Vì vậy cho nên cái quyển này ai sẽ đọc? Câu hỏi thứ ba, ai sẽ đọc? Mà mình làm cho ai? Không phải mình làm để cuối cùng mình để trong cái quyển sách, không phải mình làm mình để cho doanh nghiệp, cho các quỹ gì, mà mình làm để nó sống ở trong lòng xã hội, mà nó sống trong tự nhiên. Như vậy thì cái đầu tiên, cái người đọc, người ta sẽ đọc, thứ nhất là dân sĩ kiến thức là họ sẽ phải đọc rồi. Trong nhân sĩ kiến thức sẽ đọc á, có hai cái nhân sĩ kiến thức á, mình có 38 năm rồi, có một số nhân sĩ kiến thức là người trong cuộc và tạm thời gọi là nhân sĩ kiến thức già, thì họ sẽ đọc để họ coi các anh nói về tôi như thế nào, nói về chúng tôi như thế nào, nói về bạn tôi như thế nào. Nếu không có tôi trong đó thì có bạn tôi, những người ta sẽ đọc lời bạn của người ta, là nó là một thế hệ nhân sĩ kiến thức. Ví dụ như bây giờ mấy ông ở đây thì cái này mà ra là người ta sẽ mua liền, cái số kiến thức đó người ta sẽ mua liền, không người ta sẽ tặng nhau liền để coi ở đó nó có nói mày không, à ví dụ vậy đó, anh có nói ông không đó. Ví dụ như trong giáo giáo của mình đây thì biết bao nhiêu người là mình sẽ hỏi là có học đó không, thầy của cô tôi, phải không? Cho nên cái người đọc thứ nhất là những người trong cuộc, nhưng mà cái đó cũng không quan trọng, những người đang đọc sẽ để biết rằng là có nói đến cái chuyện đó hay không, có nói đến cái người đó hay không, chỉ để xác nhận cái lịch sử đã qua. Nhưng mà cái quyển này của mình á, biết á, là cho cái thế hệ đương thời và nói rất là kiến thức trẻ, cái kiến thức bây giờ đó, phải không? Đó
thì cái kiến thức đó họ sẽ đọc mà là chính. Và làm sao để cho họ đọc mà họ thấy rằng à cái chuyện đó hồi xưa xưa vậy đó, mà họ tiếp tục, họ tiếp tục họ biến thành cái của họ trong hiện tại, biến theo cái kiểu của họ. Thì như vậy cho nên cái quyển sách này, cái bìa cũng phải quan tâm đến người đọc. Nếu mà làm chỉ cho thích hợp với người già, thế hệ nhân sĩ trí thức già, thì thế hệ trí thức trẻ đó nhìn thấy trên đấy nó không dám đọc, nặng quá, cứng quá, hay là ví dụ như là đỏ quá, thế hệ trẻ bây giờ là nó thích màu mè, nó thích như là cái gọi là xanh vỏ đỏ lòng đó, có nghĩa là có thể là như vậy nhưng mà thực tế đó ở bên trong cách mạng, bên trong tinh thần như vậy, có thể nó thể hiện ở dưới cái hình thức rock, có thể là hip hop ở trên vỉa hè vân vân, đó như cái em bé rồi đó. Cái mà gần hát Việt Mỹ đó, mình xem mình thấy cái tụi nhỏ bây giờ nó thể hiện lòng yêu nước theo kiểu như vậy. Cho nên nếu là thứ ba mình phải chú ý đó là hoạt động của quỷ sách, các quỷ cũng sẽ đọc, nhưng mà nếu mình thỏa mãn cho các quỷ thì mình sẽ không được cái ý thức trẻ. Ví dụ như thế, làm sao cho được hết cả ba cái này, đó là thành công. Mình phải đầu tư suy nghĩ nhiều hơn. Tôi có nói với là đầu tư hơn nữa đi, và mình phải yêu cầu cái đám đại sĩ này nó phải thoát ra cái gọi là khổ điểm, nó phải thoát qua ra cái máy móc, thoát qua cái gọi là làm được cho có, mà nó phải say mê, nó phải làm như tôi nói ba ý đầu vậy đó, nó phải sáng tác, chứ không phải nó làm để nó trả bài cho nhà xuất bản. Đấy thì từ đó, vì như vậy đó thì tôi thấy ba cái mẫu này là chưa đạt, xuất phát từ ba cái ý đó, ba mẫu này chưa đạt thì sao? Cái thứ nhất tôi xin nói cái thứ nhất, cái là khi thấy cái mẫu thứ nhất nè, là thứ nhất là cái ngôi sao thì ngôi sao bầu, chứ không phải là ngôi sao nó cánh thẳng. Ha, cái đó là thôi là đó là chi tiết, ngôi sao bầu là không đúng rồi. Cái thứ hai đó, cái hình thức đó, từ cái ngôi sao một dĩa xuống, dưới này là cái chợ Bến Thành. Chắc anh không để ý, chợ Bến Thành có lá cờ. Vào cái thời kỳ đó thì cái lá cờ này là cờ gì? Phải là cờ ba sọc. Mà nếu đó tụi trẻ đó, nó sẽ mở cái này trên cái nét, nó coi lại cái ảnh này. Ảnh này là lấy trên cái nét, lấy trên gọi là những cái ảnh xưa cố Sài Gòn. Thì cái cờ này đó, với cái đầu con bò này, con heo của này nè, đó, bẹt lông rồi đây nè, thì cái ảnh này đó nó nằm trong internet cũ Sài Gòn, cũng anh chị mở ra là có được. Và cái cờ này, nếu có cái cờ ở đây, cái cờ này phải là cờ ba sọc của cái thời đó. Như vậy thì ở đây nó có lá cờ là cờ gì, còn nếu cờ đỏ sao vàng thì là cờ Trung Quốc, phải không? Nhưng ở đây nè, chợ Bến Thành mà có lá cờ thì nó lấy cái ảnh này đó là trong internet, thì nó có lá cờ thì giờ nó bôi đi, nó làm đậm đi. Cho nên cái thằng họa sĩ này đó là rất là cầu thả. Đó, thì cái này á, thì nói thật với các đồng chí cái này nè, cái kiểu cái mô típ này nè, những năm 50 và 60 là bắt xài nhiều lắm rồi, và Liên Xô thì xài quá nhiều. Liên Xô thì cái này là cái mô điện loại xuống ở dưới này là điện camera, sách nó nhiều lắm. Bây giờ các đồng chí vô thư viện mà các chiến lược vô các trường đại học mà lượt cái sách của Liên Xô đó, đó nói là chuyện 6 chị sẽ nhớ lại liền. Ở đây đó là cái mô điện đảng cộng sản Liên Xô gì đó, cái vấn đề mình dưới này là chữ, dưới này là điện Kremlin. Đó, cái mô típ á, cái mô típ tức là cái cấu trúc này nè, là nó rất là xưa, nó rất là cổ điển, nó không có sai, nhưng mà nó không có mới, nó không có cái gọi là dập. Đó, đây là muốn nói lên đó là cái rất là dưới ngọn cờ tổ quốc rồi đó, và cái này là để nói cái nếu mà lấy thời chống Mỹ cứu nước thì nó phải dạ đó. Đó, thì cái ý của cái tác giả đó, cái vẽ cái này đó, đây là để tượng trưng lại Sài Gòn cho định, chứ không phải là Huế, không phải là Hà Nội đó. Nhưng mà Sài Gòn cho định có nên lấy chợ Bến Thành không là phải làm một vấn đề, tại vì chợ Bến Thành cũng không phải là tiêu biểu trong nhân sự kiến thức, phải không? Đó, ví dụ như có thể là mình lấy những cái tiêu biểu của đó mũa cái giới Bến Thành cũng có căn hồi thời đúng rồi, nhiều người nói là đánh đấu trận cao của Mỹ không dạ đánh đủ cái này nó cũng là biểu cái hội biểu tôn thỏa tường rồi dạ, cái này nó cũng là biểu trưng dạ, nhưng có một cái mình cũng không nhất trí, bởi vì cái ở dưới là mình thấy bạo lực kia chứ đâu phải đấu tranh, đúng rồi đó, nhưng mà cái này này không nhất trí đó. Rồi cái thứ hai là cái mô típ này, nếu như cái này để lên á
thực ra đó nó rất là cổ điển. Hôm nay giờ tôi tưởng nó dưới là đấu tranh. Cái hai đó, cái này đó là chợ Bình Tây thì là chợ sai hả? Chợ Bình Tây là chợ lớn thì nó là công ty buổi rồi, cái này là chợ chợ lớn rồi. Thì đó thật ra thì có cái mẫu này đây, cái mẫu này đó thì tôi thấy là như vậy. Thì theo tôi đó là vì ba xuất phát từ ba cái căn cứ ở trên đó, tôi nghĩ này mình phải vượt ra khỏi cái lằn ranh của cái cổ điển để mình kết hợp lại cái tính hiện đại của cái bìa. Đó, để cho cái nhân sự trí thức bây giờ đó, tôi nói thật với các đồng chí đây này, cái lớn nhân sự trí thức bây giờ đó 2013 này trình độ rất cao. Thứ nhất là họ có ở nước ngoài, ý thụy sĩ bên trong Lâm Luân này ở thụy sĩ rất là nhiều, những người của mình á ở trong buổi này còn ở đây cũng là còn nhiều, nhiều lắm. Cho nên họ nhìn hết, họ thấy hết thế giới và họ thấy rằng mình ở tập nào. Cái bìa của mình á, bây giờ các đồng chí đến cái hiệu sách lên đến hiệu sách thường xuyên đến đổi thấy trên cái quầy những cái sách mà bây giờ như những cái sách mà nó tái bản á, là chúng ta rất là để mua đầu tiên hết là cái bìa đó cái đạo bìa, cái bìa đó rồi đó, người ta mới vô tâm, người ta mới cầm lên cái đạo và người ta phải lật, người ta mới thấy một lực. Nếu người ta để vô đó mà người ta không cầm lên là mình thất bại rồi đó. Thì cho nên cái này đó thì người ta sẽ thấy cái này là trong loại sách lịch sử, nó đi theo với các loại sách lịch sử của mình là bìa cứ đỏ hết, thấy không? Đấy, và họ thấy rằng là chắc không có gì mới. Đấy, cho nên tôi đó thì tôi lúc nào cũng nghĩ rằng là mình cái căn cứ vào giới trẻ, nếu mà cần thì mình khảo sát, con vô trong hiệu sách cái tuổi trẻ nó lờ mó của mình sách lại. Cho nên cái bìa là rất là quan trọng, thấy không? Như là cho là cái bìa này đi đó, thì các đồng chí thấy là nó không sai, nó chỉ có cái tờ này thôi, nhưng mà đó nó không có mới, nó không có hấp dẫn và nó thiếu cái tính hiện đại. Rồi không biết mà những người mà am hiểu đó thì sẽ thấy cái loại này nè, thì ở Hà Nội nó làm cách đây đó là 2-3 thập kỷ. Thì cái mô típ này Hà Nội nghĩ ra sớm đó, những cái văn kiện của đảng, những cái sách chính trị thì bao giờ cũng là học là cái gió liền, hoặc là cái ngôi sao chiếm loại ánh sáng thế này á, đây là dưới ánh sáng chứ có gì đâu, thấy không? Đó là như vậy, là màu đỏ thì trên trời này trắng rồi, ở đây là hồ gươm hoặc là văn miếu. Liên Xô thì nó làm cái mô típ này là nhiều lắm, Liên Xô Đức rồi là rất nhiều. Cái đó tôi luôn rất là nhớ. Rồi cái này là điện Kremlin, cái này là Phú Liên. Đó thì thành ra cái này đó nó không có cái gì là gọi là đặc sắc hết. Không có màu vôi đó đâu. Mà đáng lẽ tôi mà mấy bữa bị bệnh quá, chứ phải lẽ tôi đã chạy qua khi cậu Tường rồi, mình đưa cậu Tường xem vì cậu này cũng có nhiều kiến á. Nhưng có nhiều lần mà nghĩ phải chọn trong ba cái này. Do đó tôi thấy cái số 1 không được rồi, được thấy gì như vậy. Không, thì 1 là mình chọn trong 3 cái này, 2 đó là mình đề nghị là vẽ thời thuốc. Đó, đâu có sao đâu, cái đó là cái đó. Đâu có đây là quyền chưa lên người. Cái kiếp của anh Long thì tôi thấy có đầy đủ. Nói lên được cái tâm tư của mình, khi nó thể hiện một cái quyển sách này nó có một ý nghĩa như thế nào. Và cái tác dụng của nó là như thế nào khi mà quyển sách này ra. Và khi mà đưa lên nói chung là trình bày ở chỗ thư viện đó thì như vậy là nó sẽ tìm mất và nó sẽ đó đã quên vì nó xưa quá cái gì thế là nay do chỗ đó là cái tập lịch sử Nam Bộ đó thì cũng theo cái màu này tôi cho nên mình nghĩ rằng đó có thời gian như hôm trước mà cái cốt yếu của mình đó mình soạn rồi mình tham khảo rồi mình chọn lựa rồi cuối cùng mình rút vô thì hôm rồi đó đồng chí Xuân Long trong cái buổi mà trao cái bằng đó cho gia đình của chị Tú á, chị đưa lên cái tôi thấy nó cũng phong phú lắm. Người ta thích lắm. Chưa có thích lắm. Đó khi được cái này đó tôi buồn lắm mà suốt đêm tôi muốn được. À, đúng, chị buồn rồi đúng. Cái tên này tôi nó phải tham khảo. Tôi gọi điện thoại tôi nói anh Tân Đan. Bây giờ phải có mời ý kiến anh em mình tới. Rồi tôi mới báo yêu chị Xuân Lâm. Mà hôm nay chỉ xuống lông tới đúng là nhắc anh chị đó thì anh ngồi nhận á là phải chọn một trong ba cái này tôi là ba cái mẫu ban đầu không, tôi cũng nghĩ là phải chọn một trong ba cái này thì tôi thấy với mình không đồng ý cái nào hết cho nên mình có thể em cái này nè chúng tôi đã xem khóa hậu với lịch tạm thảo cái thơ đặng bữa nay mình bước vô đó thì dự thảo của trò phiếu đã cùng nhau trao đổi bây giờ mới có biên bản này mình ghi này
người để mình đưa thì mình rút vô cái nào lắm nữa sẽ làm cái văn bản để trả lời, phải không? Nhưng lúc bây giờ thì mình nghĩ, ý cũng nghĩ chỉ chọn một trong ba cái này, một trong ba cái này muốn chấm cái nào hết. Cho nên mình mới nói rằng mẫu chữ thì theo nghĩa, theo cái mẫu kiều số 2 này, cái mẫu chữ đó. Không phải đúng, nếu mà trong ba cái mẫu này thì phải chọn như vậy. Mẫu chữ nhân sĩ trí thức thì theo cái mẫu này, nhưng mà cái này thì mình không chịu. Thấy không, cái màu đỏ trí thức màu cái này cũng không chịu. Rồi, cái nói tôi lại ngộ nhận cái bìa. Tôi tưởng là phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh kiểu mà ở tại đúng rồi, tôi nói là cậu nó thành có cái phong trào đó chứ không ai có. Cho nên cái ảnh bìa là ảnh của nền chợ miền Đông. Tại đó, tay chở tay không dính vô gì đó. Đâu tay không dính vô sao nào. Thì chở thành thì là còn mình đề nghị đó là bây giờ thay cái ảnh bìa đi, đừng có để như thế này. Để thêm một hai mẫu. Cho nên bây giờ muốn xem coi như thế nào, việc chữ thì như thế nào, chữ nhân chỉ ký chức thì cái chữ, cái mẫu chữ đầu kia nó cũng lấy anh rồi Sài Gòn Gia Đình thì nó nổi lên vậy, đây là lúc phải nó xong này của Sài Gòn Gia Đình được luôn, đồng hành cùng dân tộc thì đây là phải là hình ảnh đấu tranh. Trong hôm trước và trong cái triển lãm tôi thấy có nhiều cái ảnh, cho nên tôi nói nếu có đồng chí Xuân Long thì tìm một cái ảnh trong cái số ảnh của đồng chí đó thì để coi đây là cái hình này là phải hình của đấu tranh, mà cái chỗ nào cái địa điểm nào đó thì cái thứ nó nổi là cái kiến thức nó có tính tất cả thế giới nữa, nghĩa là nó có tác động với cả thế giới nữa, tức là kể cả là ở đất Mỹ nữa. Như vậy cho nên đó là nếu mình vẽ như thế này đó thì thật ra cái tầm của mình đó, đặt á, cái nhân chỉ thế thức này nó cũng chỉ lẩn quẩn ở trong cái Sài Gòn Gia Đình, không phải họ là của Sài Gòn Gia Đình, họ hoạt động trên Sài Gòn Gia Đình là cái thủ đô của chính quyền Sài Gòn, nhưng thực ra là họ hoạt động với cả Hà Nội. Họ cũng làm cho kiến thức của Hà Nội đó là thúc đẩy lên, hưng phấn lên và khâm phục họ. Nó không phải là ấy đâu, thực ra thời đó Hà Nội là coi đây là cái ngọn cờ, không phải đơn giản. Nhiều bài viết của kiến thức Sài Gòn là Hà Nội xài các bạn và để động viên lại kiến thức Hà Nội. Đúng rồi, cái ý mình muốn nói là như vậy. Cho nên á là nó đi mà vẽ ở đây đó, thẻ cô đó là cái hình ảnh của một cái phong cảnh cũng mang cái tính chất là nó có núi có sông, tức là sông núi. Từ hay nói là đáp lời sông núi đó, là cái đó là cổ quốc dân tộc ở đây là cổ quốc, chứ không phải là chỉ là đồng bào Sài Gòn đấy. Đến nỗi như vậy đó, cái tầm nghĩ là phải như vậy. Thì cái họa sĩ mà vẽ cái này đó, đây là họa sĩ thật là kinh nghiệm. Nếu vẽ cái quyển này nó còn vẽ cái này đó là gọi là để trả bài, nó không có sự sáng tạo. Mình thấy cái này nó làm cho cái này hạn chế cái giới, mà nghĩa là thoát ra khỏi cái này thì ở đây có một chút màu xanh màu phía sau, nhưng mà cái đó là hay như đó là dưới này nè, mang mát ra đằng sau cái này là hôn thân là màu xanh cảnh nước sông đi không đi đấy, mà họa sĩ làm sao mà sẽ biết nó đọc là hay đó, để thấy là cái Sài Gòn Gia Đình này là đồng hành cùng với dân tộc, không phải là đồng hành với đồng bào Sài Gòn đối miền Nam không đâu, mà tôi đồng hành với đồng quốc. Cái hình ảnh ở đây là nếu mình tự để chợ Bến Thành đó, tự mình bỏ cuộc, tự mình nói rằng cái hoạt động của mình đó làm cái tạm gì cái thôi, mà cái hình này cũng có ý nghĩa vậy đó. Dạ không, cái này không có nghĩa là rõ rồi, nhưng mà ngay cái này cũng vậy, cái này nó xài nhiều quá rồi, bên du lịch á, sách du lịch á, nó cũng xài cái này. Cho nên bây giờ phải nói chọn cái hình ảnh nào mà có cái phong trào đó của mình là ở một cái nơi nào đó, sông núi rồi đó, tôi mới nói để nói cho mình chung lòng chọn coi trong cái đáp và đó là cái màu xanh ảnh của mình đâu, và trên đó là với những cái này đó. Bây giờ coi nói cái gì đó, thơ nó rất là thơ, nó có cái chất thơ trong cái. Giờ anh thì cũng muốn vậy, giờ mới gọt lại như thế nào, cũng muốn cái ý của mình phát quả là mình đưa cái mẫu đó ra cho anh xem thực tế thì không có bác sĩ nào mà làm cái nổi lên được đấy, nổi lên được cái ý nghĩa của cái nội dung của cái chuyện đó. Với lại cũng nói như cái thằng kia nó này nè,
thường thường bây giờ nó bất cứ gì thì ở trong trong cái liên quan đến cái vấn đề nhà nước á, thì nó không có hai cái hướng. Một cái hướng á là muốn là nó xong để nó đạt yêu cầu cho nó dễ, không có phải tranh cãi, không phải chọn lựa gì mà nó ngoài những cái đây nhất thì chị nói là chị cầm cái cô á là chứng tỏ là chị rất là muốn tốt hơn, thì nó có cái xu hướng đó. Cho nên họ chỉ muốn là các họa sĩ này đó chính đi theo cái xu hướng. Nếu mà những họa sĩ này là trẻ đó thì chê lắm, cho là những em này đó không có tinh thần không đâu. Nếu mà tôi nhận cái liên miết tôi là họa sĩ ở cái nhà xuất bản này mà tôi nhận cái đề tài để cái đề này là tôi xin đi gặp hết cái ban cái bạn này, gặp để mình nghe rồi mình mới lấy cái nguồn cảm hứng giống trong tường này đó, mình sống vào trong cái này nó không vẽ ra được cái đó. Chứ nếu ông ngồi ở cái phòng ông chưa chắc ông ra vẽ, ông sẽ vẽ như vậy cho nó xong. Cho nên những em này đó, những em này là vẽ không phải bằng trái tim mà vẽ bằng máy, vẽ không bằng trái tim, vẽ để mà gọi là trả bài đó. Và họ nghĩ rằng những cái người đó họ cũng dễ qua mặt đó, tức là những cái người mà sẽ theo xu hướng là cho nó dễ, cho nó thể hiện. Chứ họ không biết rằng đó có những người ta yêu cầu cao hơn. Ha, mình nhất là giới trẻ bây giờ yêu cầu cao. Anh mà đọc cho nó như là hai cái em nào làm văn á, giải cái khoa ở văn này cho cờ đỏ vàng đỏ xanh nằm trong số này đấy. À đấy. Cho nên là cái màu vàng đó là cái tượng trưng cho dân tộc là phải không? Thấy là phải có ba màu đó, đó là cách mạng, xanh là hòa bình. Thành thử chắc ra cái là coi như là cũng là một cái lòng yêu nước đó. À đấy, là chung chung thành thử ra cái bìa đó làm sao có đủ ba cái màu đó thì tôi mới gọi là đồng thành cái lòng chứ. Thấy coi như là mỗi cái cờ đó lên coi như đó là không phải là cờ đỏ sao vàng, không phải là cờ mặt trận dân tộc Tây Bắc, mà cũng không phải cờ đỏ sao cờ hoa que, mà là một cái lực lượng mới. Nhưng tại vì cái cuộc đã tới nó không thành, cuối cùng anh em ra cờ nó rất là hay. Cờ thấy tôi mới nghe lần đầu tiên là cái đầu tiên là tôi thấy là rất là thấp ý, chứ không phải tôi chưa dám viết một cái, chưa dám đưa ra một cái hình khác. Tức là cái ngày 30 tháng 4 đó, hồi 8 giờ, hồi 9 giờ rưỡi đó, là Dương Như Minh như là đề nghị là mời là mặt trận đến chức giữ chính quyền á. Ha, thì tôi nghe cái đó, bàn giao chính quyền. Tôi nghe cái đó rồi đó, tôi với anh chủ tịch Xuân Trọng Nhân Long nắm tay, bởi vì lúc bây giờ tôi đương là hát cái bài như là thanh niên, mà thanh niên hạnh phúc của Tôn Thả đó. Ha, thì tôi nói là chuyện tới rồi, nghĩa là chúng ta về quy động lực lượng đi. Thì tôi về, tôi quy động lực lượng, tôi về tới chợ gạo, tôi kéo hai đồng chí của mình lên. Ha, thì hồi 2 giờ là tôi đã chiếm cái sở giáo dục rồi. Tôi phân công cho một đồng chí là U3 đó, tôi U1, một ông nữa là U2 là qua bên Nguyễn Chiểu. Thì anh U3 đó, anh qua đó thì anh nghĩa là gom hết trên súng đạn của nghĩa là thầy giáo mà rồi đó nó biến thành nghĩa là dân quân tự vệ rồi, nha, mà giữ cái trường. Thì anh gom anh khóa súng hết rồi, anh mới qua anh báo cáo tôi rằng nghĩa là nó kêu tôi bằng anh chính rồi, tôi khóa súng hết rồi, bắt cái tên mà hiện ra có nợ máu, có bản án tử hình, em nhốt nó rồi. Ha, thì anh qua xử lý. Tôi qua thì tôi thấy cái ông đó nghĩa là nó giữ ở tại một cái con hẻm, hay có người canh gác. Rồi nghe là tôi thấy đứa học trò của tôi cầm cái lá cờ, ha, thì nghe là tôi nói treo lên lá cờ gì, lá cờ mặt trận giải phóng, treo lên, ha, cào cờ liền. Thì nghe là nó nghe lời tôi, nghe là cùng với các bạn nghe là thầy giáo không à, ha, thành nữa là kéo cờ lên, là lá cờ đó được kéo lên đầu tiên sớm nhất ở tại Liên Hoan hồi 3 giờ 45 phút. Rồi thôi kết thúc. Bây giờ kết luận là cái này để kéo dài đó.
Thật sự là tôi muốn nói rút vô cái bản tôi viết đó là không có cái rút vô có ý kiến sao nữa. Nhiều tranh chi tôi tranh cãi là sau cái này rồi đấy em thì là tôi sẽ qua đọc anh Tường, tôi nói anh Tường để đúng anh rồi. Suy nghĩ nói anh Tường đi phát quả để rồi mình đưa cái mẫu đó đó để cho anh sáng nhân gì đây nè quả sĩ này thì chưa thể hiện được mà mình muốn á họ chưa hiểu mình à chưa thể hiện được cái ý mình chọn của mình mà phù hợp với lại cái nội dung của cái cuốn này cho nó đúng á như là chúng ta nói nãy giờ thì vậy là vì những người quả sĩ này đó họ chưa hiểu hết cái tầm quan trọng của cái nội dung hoạt động đã lẽ như bữa nay nè mà có họ cùng nghe với mình đã lại ví dụ như nói nếu mà tôi là họ sĩ là tôi xin mình sợ trong này kiến thức bây giờ đó nó chê mình nó thật là làm cái gì cũng vậy sợ nó chê mình nó nói là ồ mấy ông này khổ lỗ sĩ quá. À, mấy ông này đó là không có hiện đại. Tại vì nó khổ cái là thật ra là mình cũng không thể nào mà hiện đại như tiếp thu được hết. Nhưng mà bây giờ kiến thức cái ngang tuổi với mình á, họ ở khắp trên thế giới rồi. Chứ không phải như hồi trước 75 hồi sau năm 80. Cho nên đó ngay trong cái giới giáo của mình nè, bây giờ rất là nhiều anh em giáo họ cũng đi, họ cũng sống với gia đình rồi con cái họ bây giờ cũng thành đấy như Bùi Tâm Phượng rồi vậy. Cho nên đó trong đầu họ đó có nhiều cái hình ảnh là họ so sánh. Thế à, mà trong lúc đó đó mình không cập nhật, mình không gọi là làm mới mình đó, không theo kịp á thì đó ta dở sắp mình ra mình ra nghe ta từng nghĩ, cho nên thì ta cũng rất là lo để làm sao cho nó tương xứng. Đây là một cái bài thi mật là tinh hoa của bà cái thời đó đó, tinh hoa cách mạng của cái thời đó thì thật rất là như vậy đó chị. Em nói thật ra đó nhiều lúc á em làm em đọc lại hết những cái tài liệu chảy nước mắt tại vì thấy đó cái câu chuyện những cái lời kể đó, ví dụ như ngay như gần mình nhất như chị Sáu nè, chị Mười Lê nè đó, nhưng là những cái bài mà ở trong các nhà giáo của mình á, mình thấy ông cái chuyện như anh kể hồi nãy đó đâu có ai biết, nhưng khi mình kể đó người ta tưởng là mình kiêu ngạo, nhưng không phải, thôi đó là như vậy, nó thôi đó là như vậy. Ví dụ như của chị nó ba lần chị thấy không, khi anh đọc anh nói là những cái chi tiết này là phải đưa vô, không phải gì khác như của chị nghe. Đó ví dụ thế là không nghe kể hết, không nghe kể hết chứ còn đó ghê lắm. Tôi thấy là rất là ghê. Dạ, nhưng mà giờ các bạn không mua cô cọp đó cũng cho rằng lắm không, nhưng mà phải nói thật ra là đấy có thì đây có mình đang gặp những cái ví dụ như này. Đây là nhắc lại cái xu hướng, ví dụ như cái cuộc lễ của mình nói là đừng hạn chế số ha, thà là mình không hạn chế số lượng còn người ta không đến được là cái chuyện người ta, còn nếu mà hạn chế số lượng có thể là người ta không đến, nếu không người ta bận, nhưng mà cái hạn chế số lượng là sẽ nói là hạn chế thành hạn chế số lượng. Cái cuộc lễ đó có 300 ha, 300 mà chia thì năm kia rất là đúng, đúng rồi. Mình nó không biết được rồi đấy, kiểm yêu mà tôi có nói nó hoài rồi, cái mẹ mới nói là không biết cái thơ tôi đó số lần ba tổ chức á, nói là bây giờ đó nếu mà mình mở ra thì nó sẽ thêm cái sức ăn cũng như mình mang coi không coi cái sức ăn nó ghê gớm lắm, tức là nó sau buổi lễ nó đại với người ta nha, tôi nói ở đây là quan trọng, nhưng mà thay vì hồi xưa nó một suất thì giờ chỉ bằng hai cũng được, nó vui là chứ cho người ta được hết. Cái ông đó ông chết thì vợ ông chết con ông chứ cháu ông tới chiếc cha nó về nó cũng nói với bà con nó ờ hôm nay đó cháu có tới chỗ dự của ông ơi định đình thảo chỗ dự của bà như người hoa nó cũng lây lan qua tới Mỹ đó hả, những người trong dòng họ người ta thấy là mình không có mình trung tử thấy không, còn bây giờ mình lửa quá hết không đó có như đó thì mình thể hiện hai cách nào cái đó đó tôi đó thì tôi cách nào khó khăn đó, ví dụ như phải 400% thì nó hơn như chị sáu trăm đi. Sao chị còn nói câu này? Không thấy chị mình còn cái số thêm nữa đi. Cái đó rõ ràng đâu có gì khó gì mà họ lấy thời gian để chính tay của mình nhắc cái tim nó khác đi. Đó thì chị còn nói nhé thì cứ là chị đi về luôn à. Nhưng mà còn đi rồi tăng tình tăng tình hát lên bài nhớ thương mến tình đồng hương đời sinh biến sống trong tình bạn thân
nước xanh lời phồn hoa. Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào, thức suốt đêm dài những ngày thì đến. Giờ nhớ Zara!